Ok, xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình cũng như là quay trở lại với series Pixelmon. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Con này level 23 cùi quá.
đừng để mất nó. Mình có một chút trục trặc, thế nên là mình phải ngừng quay clip, giờ tiếp tục quay trở lại đây. Chúng ta đã cho con Angron này lên level 42 rồi. Mình quên mất rằng là mình quên mất rằng là cái con này nó tiến hóa, từ đầu nó level 40 nó đã tiến hóa cấp 3 rồi. Đấy, mình bây giờ mới để ý rằng là con này đã tiến hóa cấp 3 rồi nha các bạn. Chứ nếu có con bình thường mà các bạn đánh lên level 32, 42 thì nó sẽ tiến hóa cấp 2, cấp 3. Đó, lên level 42 nó sẽ tiến hóa lên cấp 3 như thế này. Nhưng mà con này mình bắt là nó đã tiến hóa cấp 3 rồi. Nhưng mà nó chỉ level 40 thôi. Đấy. Đấy là do game nó khắc tự sinh ra cho mình. Thế nên là mình không phải tiến hóa nữa. Bây giờ mình mới để ý ấy, quên mất. Thế nên là chúng ta sẽ không phải tiến hóa cấp 3 nữa. Ok. Hầu như con mình bắt là đều tiến hóa max cấp rồi thì mình mới bắt đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đổi đi, tưởng cái con này nó tiến quên mất rằng là nó tiến hóa cấp 3 rồi, mình tưởng phải tiến hóa thì mình sẽ tiến hóa cho các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy con Gabun, con chó mặt xệ cho bạn xem. Chúng ta sẽ đi chơi cùng với chó. Ấy sao lại heo. Đấy, chó mặt xệ này, ý như con này đáng yêu kinh khủng. Chúng ta sẽ xem một vài thông tin của nó nhé. Xem nào.
Còn huyền thoại là mình chưa thấy nha. Chỗ bắt chạy level 56 cơ mà. Đi nhanh lên. Ok, chúng ta gặp cái con bốt chùm này à? Mà thôi.
nó ghi này, ở đây mình tra Google nó ghi là vậy. Yeah, bắt được rồi.
Thực sự là lần đầu tiên mình thấy cái con Pokemon, cuộc đời mình bắt được cái con Pokemon huyền thoại nó. Các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và một comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại.